Đây là video hướng dẫn cách xem cái main iPhone 6 bị chập nha. Các bạn hãy vui với cam nhé. Cặp pin iPhone 6V Bluetooth và kẹp vào đây. Khi chúng ta kẹp thì đồng hồ phần ampere sẽ lấy lên hết cỡ như thế này, chập đầu dòng thì chúng ta sờ vào main nó sẽ nóng. Chúng ta xem nóng điểm nào thì nó sẽ chập điểm đấy. Đây là cách phân biệt tủ chập đầu dòng. Mình đang cảm nhận nóng ở khu vực này. Đấy, khu vực này. Thì thường thường chắc là nó nóng ở khu vực này, nó sẽ chập ở khu vực này. Các bạn chú ý. Cái này mình phải tháo ra thì mình biết được nó mức độ chập tủ của con này. Thì các bạn tự tìm hiểu để cách chập.